Rồi ok, em xin kính chào tất cả anh em mà đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh kế bên cạnh nha. Để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những cái món đồ mà em sưu tầm. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là những cái món đồ lo rời nha anh em ha. Và đầu tiên đây thì em có 5 cái chiếc lo nha anh em ha. 5 cái chiếc lo của Bioner. Đó. Bioner từ kép nha anh em. Đó, Bioner từ kép. Thì con này là 4M một lo nha, 4M một lo thì màn vàng nha, màn vàng. Thì ở đây em có được 5 chiếc nha anh em, 5 chiếc thì cái này em về lâu rồi anh em. Này em về lâu rồi nhưng mà đợt trước em nhập hàng á, em nhìn cái màn nó đẹp ha thì em nhập luôn, nhưng mà về xem bên trong á thì cái cũ lo nó không được đẹp anh em, cho nên cũng làm miếng bán em để đó cũng lâu lắm rồi. Nay sẵn tiện em dọn nhà thì em lấy em đăng, anh em mình có nhu cầu thì lấy ha. Đó. Thì đây là cái củ lo của em nói nha, củ lo thì củ lo bọc từ nha anh em, củ lo bọc từ. Đó thì nói chung là con em đã kiểm tra sống hết nha anh em, con em kiểm tra là sống hết ha. Đó. Con kiết là sống hết zin. Nhưng mà cái củ nó không được đẹp, còn cái màn thì nó đẹp nha, màn thì đẹp. Thì để em đo đường kính cho anh em mình xem ha. Đó. Đường kính của lo là nó đường kính của lo là nó 14 phân rưỡi nha anh em, 14 phân rưỡi nha. Thì nó có hai chiếc này là cái kiềng nó giống nhau nè, hai chiếc này là cái kiềng nó giống nhau này ha, còn hai chiếc này là cái kiềng của nó có be be cong cong xuống nè, nó nên mình thấy ha, nó ba chiếc này nó có be be cong cong xuống nè, còn cái cũ lo thì giống nhau hết đó. Rồi 5 chiếc này giá 1 triệu đồng cho 5 chiếc nha, anh em nào mà lấy về chế cháo gì thì lấy ha. Đó, nói chung là cũng giá cũng trung bình như cặp lo bình thường hàng đẹp thôi. Đó là 5 chiếc này ha, 5 chiếc này là 1 triệu. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em mua hàng ha. Đó, tổng thì em có 5 chiếc, em thanh lý luôn ha. Đó. Tại vì hàng không đẹp làm biến bán anh em. Để cũng lâu lắm rồi này đang thanh lý luôn ha. Và đây thì có hai cặp nha anh em. Một cặp là lo Bass 25 ha. Lo này lấy thiên về cái tiếng lời ca nha. Đó. Và đây là cặp lo Bass 21 phân rưỡi nha. Đó, hai cặp. Thì hai cặp này thì khách nhờ em bán giùm nha, khách nhờ em bán giùm để mà khách lên đời có lo khác nha. Đó thì đây em bán giùm khách là hai cặp này là bán chung ha, hai cặp này là bán chung. Cặp này thì ok, zin nguyên bản hát tốt nha. Đó, con kiết là zin hết. Con này dạng lo đàn Bass 25 nha anh em, lo đàn Bass 25. Đó, con này thì 4 ohm 30W ha. Đó, sản xuất năm 2007 nè. Đó rồi ok, lo đàn tiếng con này nó chuyên về tiếng lời. Khách mua của em xài cũng đâu mấy tháng á, giờ lên đời lo khác thì nhờ em bán lại giùm. Đó thì cặp này là ok, hát ngon ha. Còn cặp này thì em kiểm tra thì em thấy có dán nón nè, đó thì em báo với anh em mình như vậy nha. Đó đây con thì em thấy có vết keo nha. Đó rồi ok, thì cặp 25 anh em kiểm tra là ok hết rồi, còn cặp bên đây em kiểm tra thấy có sao thì em báo với anh em mình như vậy ha. Cặp bên đây là cặp lo của Nhật thì em kiểm tra rồi, tiếng đánh cũng rất là ok ha. Đó rồi thì cặp hai cặp này thì em khách nhờ em bán giùm là 1,1 triệu ha. 1,1 triệu là em bán đúng giá 1,1 triệu luôn, là cái giá này là em không có lãi 1.000 nào hết trơn nha. Anh em mình có mua thì em ra công em gói hàng em gửi, còn em phải mua thùng xốp mấy chục ngàn nữa, cho nên là anh em mình mua thì trả luôn tiền cước vận chuyển nha. Anh em nào mà lấy thì liên hệ với em. Hai cặp này giá là 1,1 triệu cho hai cặp ha. Đó, này là em bán giùm khách chứ em không có lãi trong này. Đó, anh em nào mà lấy được thì liên hệ em nha. Rồi ok, thì những cái mặt hàng mà nói chung là mặt hàng bờ á, mặt hàng sử dụng lâu ở Việt Nam rồi thì em không có thu lại em bán nha. Nếu như mà anh em mình mua hàng mà có nhu cầu lên đời á thì có muốn bán giùm thì gửi em bán giùm cho, còn thu lại để em bán có lãi là em không có thu lại nha. Đó thì anh em mình muốn bán thanh lý hay là gì đó thì em có thể bán giùm anh em được ha. Đó thì anh em muốn bán giá bao nhiêu thì em bán đúng giá như vậy, em không có lấy lời. Đó, bán giùm thì em bán được nha, còn nếu mà em thu lại hàng bờ để mà em bán em lấy lãi thì trước giờ em cũng không có lấy anh em. Đó rồi, cặp tiếp theo là cặp lo Bass 16.5 nha, 16.5. Lo Bass màn rất là đẹp anh em ạ. Đây. Con này gân cao su nha, màn đen. Đó. Gân cao su màn đen rất là đẹp. Đây là bộ phận nhện lo nha anh em, nhện lo nhìn rất là đẹp nha. Đó, nhện lo rất là dày. Con này thì nó thu hồi cái nhện khá là tốt ha, cho nên là anh em mình thích những cái tiết bass mà dạng như nó tròn trịa nó chắc một tí á thì con này đánh khá là tốt luôn. Dây râu là dây râu bạc nha anh em, dây râu bạc ha, keo là keo zin. Đó, nhện rất là đẹp. Và đây là cái củ lo của em nói nha anh em, củ lo của em nói ha. Đây nó có để một cái logo lo này ha. Đó,
tên lo khá là khó đọc nha. Đó. Rồi, UK. Từ đèn mung luôn nha anh em ha. Con này anh em nào mà có nhu cầu cần tìm lo bát 16 ha, mà chất âm hay thì liên hệ với em cái cặp này nha. Đó. Cái nhện nhìn là kết liền, nhện to ha. Cặp lo bát 16 của UK. Một cặp duy nhất cho anh em, và em bán xong cặp này là cũng không có hàng nữa nha. Hồi đó giờ em mới sưu tầm được cặp này lần đầu tiên luôn. Dòng này có ít có, lâu lâu mới gặp thôi. Đó. Rồi, cặp này giá 900 nha anh em, cặp này giá 900. Em bán rồi là không có hàng nữa nha. Anh em mình cũng thông cảm, đừng có dặn đặt cọc ha. Đó, tại vì mấy cái hàng này thì nó không có hàng đâu, lâu lâu mới gặp thôi. Bán qua rồi có đôi khi không gặp lại được nữa. Đó, rồi ok nha. Và cuối cùng đây là cặp lo trả lời của Yamo nha. Đó, cặp lo trả lời của Yamo. Đây thì cái lưới em nói em đã tháo ra rồi ha, để em lắp vô cho anh em mình xem cái mức độ đẹp của em nó. Đó, đây thì lắp lưới vào nó sẽ như thế này nha anh em, rất là đẹp ha. Đó, ok. Đây thì lắp lưới vào thì hai lo nó sẽ nhìn như thế này. Đó, tuyệt vời nha anh em. Rồi, để em tháo lưới ra nha. Đó, lưới của em nó thì rất là đẹp, zin ha, lưới zin, tem zin đẹp. Cặp này về đẹp xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc luôn nha anh em. Mấy tháng trước em có bán cặp rồi đó, hổng gài có anh em hỏi nhưng mà không có hàng, nay có hàng, có cặp đẹp như mới anh em ạ. Đẹp như mới nha. Đây là nó sử dụng một con lo chép ha, con lấy chép đơm của Yamo, tiếng rất là bén và sáng ha. Và dưới này là một con lo toàn giải ha, con này là nó trợ tiếng lời karaoke, nghe nhạc xem phim với những cái lo bass 20, 25, 30 trong gia đình ha. Đó, và đây là mặt sau anh em, thùng bách nè, đẹp lắm anh em ạ. Mặt sau nha, Yamo E3SUR, nó trở kháng 8 ohm, công suất là 70-100W, made in Đan Mạch nha anh em, Yamo ha. Đó, con này được sản xuất tại Đan Mạch luôn nha. Rồi ok, dòng này thì tiếng rất là hay ha, anh em mình trả lời karaoke, nghe nhạc xem phim đều rất là tuyệt vời. Đó, rồi ok, cặp tuyệt vời đẹp. Này anh em mình có thể treo nè ha, cái móc này anh em mình có thể treo, hoặc là anh em mình có thể để như vậy trên nóc thùng nó cũng được, tùy thì anh em mình thôi ha. Rồi, cặp này giá 1.9 triệu nha anh em, giá 1.9 triệu nha, rất là đẹp. Đường kính chiều ngang của lo là 15 ha, 15, còn chiều cao là nó 23, 24 nha. Đó, còn chiều sâu là cỡ 17.5 nha anh em. Rồi ok, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Giá cặp lo Yamo này là 1.900.000 nha, 1.900.000, rất là đẹp anh em ạ. Đây, để em soi chi tiết về cái mặt lo cho anh em mình xem ha. Đó, ok chưa anh em. Rồi, clip em cũng xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu cái anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.